Vĩnh Long An xin chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay ở nhà mẹ bà cúng cơm ông ngoại, cúng mâm cơm. Thì bữa nay mẹ bà làm mấy món các bạn ơi. Bà theo chân mình coi bữa nay nấu món gì nha. Các bạn ơi, mua hai con gà ta mần sẵn rồi các bạn. Đấy, chặt ra thịt rồi. Này thì này bông thiên lý. Bông thiên lý với né thịt bò. Thì cũng mua luôn các bạn. Đó. Có bò mua siêu thị. 3 chỉ bột. Để ngồi ướp nấu rồi quay tiếp. Đó. Đây là thịt đã ra rồi. Đó, nấu hai món nè. Cúng cơm ngoại thôi các bạn ơi, tưởng nhớ cúng ngày cũng thôi chứ có người cúng rồi. Bà ba có đang chuẩn bị chế biến món ăn các bạn. Bà ba nội trợ nha các bạn, ủng hộ kênh mình nha các bạn. Cho bà ba bà chế biến mấy cái món ăn ngon hơn các bạn ơi. Rồi bữa nay ăn cà ri cái bún các bạn ơi. Mẹ mua 2 ký bún. Để nấu nhà không các bạn làm, tại vì có người cúng rồi tự trên đây mẹ bà tưởng nhớ ông ngoại cúng thêm thôi. Cúng mâm cơm cho ổng thôi. Này bò. Bò lắc né các bạn ơi. Còn này cà ri. Rồi có hột điều. Hột điều để lát nấu cà ri nha các bạn. Với bột cà ri nữa nè, cà ri tôm. Đó, cái này giờ đi chợ xuống nó mua sẵn các bạn. Nè, tỏi ta bằm sẵn nè. Tỏi, hành, phi, ớt, bột. Rồi, nguyên liệu như đó là nấu nồi cà ri các bạn. Còn đây có sả. Cà nó cả đây. Xả luôn, xả được chưa? Ê dạ, cà rừng các bạn ơi. Cà rừng rồi Đó. Đó, phải mồm. Phải mồm này cũng đực nha các bạn. Củ bự á. Nó mới ngon. Dừa cũng mua sẵn bịch nè, nó về để nước dừa vô. Rồi, nguyên liệu cà ri như đó nha các bạn. Cái rau đồ hồng mình đang cà ri nè. Xong hết rồi, chờ nóng nữa thôi. Nuôi mới nuôi á. Để chào các bạn nha. Đây là Út của mình nha. Út mình ở Bình Chánh, bà mới về. Phụ làm món rồi các bạn ạ. Bà đâm gừng. Gừng. À. Nãy giờ thịt với giấy rồi cũng xong rồi các bạn ơi, chuẩn bị nấu. Thắng mở tỏi. Tỏi. Ủa ta thịt gà này thường ta ướp trước mà mẹ. Ướp cho cái thấm cà ri rồi trước. Ê, mà. Ta thấm vô, ta ướp cái này chơi. Xong thai. Cái này nè các bạn ơi, cái này nước cốt mẹ mới dắt nãy giờ các bạn ơi. Đó, làm nước cốt. Ta ướp cái này cho nó vàng. Ấy trời ơi má ơi, đổ nước cốt của tao quá tại nhìn đây. Hôm nay con đi làm không? Ngon quá. Từ bữa ngán tới giờ là nghỉ hả? Ba làm thơm quá các bạn ơi. Hình như là món cà ri này mình có đăng clip cho các bạn coi rồi phải. Mà bữa nay nấu là các bạn. Nấu đám cà ri gà. Ở ngoài. Tại vì gà mua sẵn rồi mình có quay cận cảnh cho các bạn coi nhé. Về chỉ ra thịt thôi. Rồi lẻ đây ha. Đâm lẻ bỏ vô xào. Đây. Gừng. Tiên mình bỏ dầu rồi bỏ tỏi rồi bỏ phi. Cà băm. Rồi gừng vô. Hèo nó cái các bạn ơi, cho nó thơm. Mà nấu không có mấy cái này ướp trước chứ đâu có ngon đâu hả? Ngon kìa. Cà chua hả? Cà chua nữa. Bỏ cà chua vô các bạn. Hả? Bà Bích có nấu có cà chua. Bỏ vài
xả cho thơm nha các bạn. Khúc khúc bỏ vô. Cái này cũng như làm nước ớt. Nấu cái này vô. Đó. Bỏ thịt cà ri vô. Đó nhỏ bỏ nhiều quá đắng á mẹ. Đắng không? Đắng. Đó, nãy nước mà mình giới thiệu với các bạn rồi ha, nước cà ri rồi các bạn, liên quan tới nấu món món cà ri thôi các bạn ơi. Ớt, ớt bột, ớt hơi nhiều quá, ớt sai các bạn, ớt tươi nó sai. Nhưng mà nấu cà ri này các bạn đặc biệt là các bạn nấu mấy con gà mà nó già già các bạn, gà đá rồi đó, gà gà nầu rồi gà gà già dạ, càng ngon. Này nấu cà ri gà chứ không phải cà ri vịt nha các bạn. Đó. Rồi. Đó, xong rồi giờ bỏ bỏ gà vô, cái này tôi thấy gà nhiều hơn rồi đó, cũ rồi đó, quá cả gà rồi. Lên màu đẹp các bạn. Mẹ có ớt cách này rồi người ta ớt cuộc sống này nha các bạn. Là mẹ có ớt sẵn ở đây luôn. Vậy mới thơm thử được mùi luôn. Đó, xong bây giờ bỏ bột ngọt. Đường. Cho nó thấm. Xong rồi muối. Rồi cho nó thấm rồi các bạn lát chế nước cốt vô các bạn. Cho nó gà cái này với ba cái nước gia vị này cho nó thấm vô, xào đều lên. Sắp các bạn. Sắp lại nè, đúng rồi sắp đều cái bỏ lên. Cái nồi này hơi nhỏ quá. Thơm quá. Thơm quá các bạn ơi, chưa chín đã thơm rồi, rất hấp dẫn nha. Đó là phương thức nấu cà ri, còn lát nữa đơn giản rồi các bạn, nó thấm vô các bạn, chế nước cốt vô rồi chế thêm nước vô, hơi sôi sôi vô bỏ củ vô chín là xong rồi cà ri nha các bạn. Có nghi ngút luôn các bạn ơi. Nấu nãy giờ thật cũng tham nghiệm rồi các bạn. Các bạn chế nước cốt vô mà thấy nó ít nước các bạn có quyền chế nước vô thêm. Chế nước cốt không thì nó béo lắm. Mình thấm nước cốt vô thơm. Nó ra màu đẹp quá. Xào xào lên cho nó đều thịt. Nấu càng lâu thịt nó càng sắc vô ngon các bạn. Ở đây lát vừa sắp chín nữa mà bỏ phô mô với củ hành tây này vô. Xong một cái nồi cà ri. Đó. Mấy miếng bò lát bắt đầu nấu ấy các bạn, làm miếng bò né nữa. Bò né cái bông biển biển, quên bông thiên lý. Các bạn ơi, nãy giờ nấu không chín rồi các bạn ơi, giờ dọn ra cúng nha các bạn. Đó, thơm quá. Thiếu gì để em thử coi. Em thử gì mỡ không đó, đừng nghe trứng giữa. Đó, màu đẹp không các bạn. Nó mặn á mẹ. Mặn hả? Tao nói lạc mà mặn. Vừa rồi đó, đừng bỏ gì nữa là mặn á. Đâu có bỏ muối đâu. Rồi dọn lên cúng nha các bạn. Tiêu. Đây trái cây với bún. Có bánh mì. À. Rồi nãy giờ nhà nấu xong rồi các bạn ơi.
nấu mấy món đơn giản rồi cúng ông ngoại à. Tại vì ông ngoại có người cúng nhưng mà mẹ bà tưởng nhớ bữa nay ngày mất của ông ngoại, mẹ bà cúng thôi, cúng mâm cơm ở nhà thôi. Món cà ri chấm mì nè các bạn, bánh bò, bánh ít, cái thịt đó. Mấy món à, cái món mé nữa mà không có giọng nữa các bạn. Đây là mâm đất đai nha các bạn. Giờ mẹ có đang đốt nhang lại cúng giấy. Ai đi nhậu? Này là ông cậu Út nha các bạn. Là em của mẹ. Họ cũng về đốt cái nhang ông ngoại nè. Bà cùng ăn nha, ăn với gia đình nha. Cũng xong rồi, giờ bắt đầu ăn các bạn ơi. Đó. Đây, ông gần nhà đây là ông vợ nha. Em bắt hai. Đâu ra gắt ăn cái quay ngay cái hát. Vô. Nó ngon lành cái này. Vô cho quay ra. Nói là cái đăng ký kênh chưa anh? Có đăng ký kênh chưa? Về bấm vô Vinh Hồ Phước, bấm vô cái chuông đăng ký cho like nha. Chạy đâu dữ, thằng chó nó thấy tao mà tặc phải kìa. Đó. Nóng đó. Nóng ăn không biết. Được. Ăn lý à nè. Ăn đi rồi. Đây thêm món bò né nữa nha các bạn. Mời các bạn ăn cơm với gia đình nha. Hôm nay cũng mời mà ngoại. Ngoại vợ có hai ăn rồi. Gà này ngon lắm, bà nó mới đem lại hai con sốt luôn. Gà bánh mì bún các bạn. Mở vô vậy thì em thiếu dầu quá. Để đi qua chỗ Út thì mình gà cái giò mập nè. Gà ông Tảo hả? Không có, cũng không mắc lắm đâu. Dưới nhà bà ăn với bạn anh hai cọc chèo á chú vậy bé đâu hả có điện bước không bước nó cứ kiếm ta hoài luôn Ai vậy?
Mày sao vậy? Má khùng vậy? Rồi, rồi, rồi. Không đúng cho. Ăn cơm. Cơm nè. Cái này nó có thai á. Đừng gì. Ờ nó có thai gian cài đi.